Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một chiếc laptop có thể xử lý mọi tác vụ mà mình cần, bạn sẽ phải bỏ ra một khoản tiền lớn và hy sinh một số thứ để có được mức giá dễ thở. Tuy nhiên, bạn sẽ không phải đắn đo khi chọn mua chiếc laptop văn phòng Lenovo Yoga 7i. Bởi chiếc laptop này của Lenovo là một sự lựa chọn cân bằng giữa sự cao cấp và mức giá phải chăng. Đầu tiên, thiết kế cao cấp chính là điểm sáng giá nhất trên chiếc Lenovo Yoga 7i này. Toàn bộ khung máy được gia công bằng chất liệu nhôm màu xám cao cấp. Không chỉ đẹp trong mắt, chất liệu nhôm còn mang lại cho bạn cảm giác chạm vào cực kỳ thích. Thứ mà những chiếc laptop làm bằng nhựa không bao giờ có được. Khá tiếc là bạn không thể mở chiếc laptop này bằng một tay. Tuy nhiên, phần nhô ra ở phía trên màn hình sẽ giúp bạn tì ngón tay vào chắc chắn và sẽ mở dễ dàng hơn. Mặt lưng của máy có hai điểm nhấn là logo in chữ Yoga ở góc trên bên trái và Lenovo ở góc dưới bên phải. Phần bàn phím được thiết kế cũng rất đẹp và gọn, bao gồm hai loa làm hai bên bàn phím khiến ta liên tưởng đến những chiếc máy cao cấp như MacBook hay Zazzleblade. Cảm biến vân tay phía bên phải và một bàn di chuột bên dưới. Chiếc máy cũng có thiết kế khá mỏng và nhẹ. Một chiếc máy ở phân khúc tầm trung, bạn đã có một thiết kế sang, xịn, không kém gì chiếc Ultrabook có mức giá cao hơn gấp rưỡi. Viền màn hình cũng khá là mỏng, càng làm cho chiếc máy trở nên thanh lịch. Màn hình có độ phân giải Full HD và có độ phủ màu rất tốt lên đến 80%. Chưa hết, đây là một màn hình cảm ứng kết hợp với bản lề đặc biệt cho phép bạn gập mở 360 độ. Cơ chế này cho phép bạn dùng thiết bị như một chiếc máy tính bảng. Màn hình nhận cảm biến cũng khá tốt, cùng với đó là một bề mặt dễ chịu khi sử dụng, ít gặp phải ma sát khi di chuyển bằng ngón tay. Điểm trừ nho nhỏ trong màn hình này là khá thiếu sáng. Độ sáng chỉ đạt tối đa là 266 nit, thấp hơn chỉ số trung bình so với 293 nit. Độ sáng thấp kết hợp với màn hình gương đồng nghĩa với việc quan sát màn hình sẽ khá khó. Ở những nơi có cường độ sáng cao, đặc biệt là ngoài trời, bạn hãy lưu ý về màn hình này một chút. Các cổng kết nối cũng được cắt đi khá nhiều. Số lượng cổng kết nối trên máy khá hạn chế. Ở cạnh trái, máy có hai cổng USB Type-C, cả hai đều hỗ trợ Thunderbolt 3 và một cổng hỗ trợ sạc pin. Ngoài ra còn có một cổng tai nghe 3.5. Ở bên cạnh phải, máy chỉ có nút nguồn và một cổng USB Type-A. Cạnh sau có các khe tản nhiệt và cạnh trước không có cổng kết nối nào. Sở hữu loa cho âm thanh to rõ. Phần loa vì được làm hướng lên phía trên nên âm thanh phát ra khá to, đầy đủ các giải tần nhưng hơi thiên về âm cao. Dù vậy, chất lượng này làm đủ để thỏa mãn người nghe. Ngoài ra, nếu chưa hài lòng, bạn cũng có thể căn chỉnh lại âm thanh bằng phần mềm tích hợp. Bàn phím và touchpad của máy. Nói chung, bàn phím của Lenovo rất là tốt. Song trên chiếc Yoga 7i này, bộ phận này lại chưa là điểm sáng. Cảm giác bấm của bàn phím khá dễ chịu vì khoảng cách giữa phím hợp lý. Điểm trừ nhẹ nằm ở hành trình phím khá nông và lực bấm chưa rõ nét. Chỉ cần chạm nhẹ là phím đã nhận. Đây cũng chỉ là một vấn đề nhỏ và bạn có thể sẽ không lấy nó làm phiền. Touchpad của máy có kích thước khá lớn, cảm giác di khá là mượt mà, nhưng độ phản hồi chưa được nhạy cho lắm và con chuột di chuyển hơi nhanh so với phần cảm nhận. Tuy nhiên, những cử chỉ 2 đến 3 ngón tay trên bàn di chuyển này vẫn có thể thao tác thoải mái. Về phần hiệu năng của máy, với hiệu năng mạnh mẽ, sức mạnh của CPU Intel Tiger Lake thế hệ thứ 11 được tích hợp các đồ họa Iris X Graphics, bổ sung với mức RAM khá là cao 12GB, bạn có thể mở lên đến 30 tab web chrome và 5 video YouTube ở độ phân giải cao mà máy vẫn không bị chậm một cách nặng nề. Thời lượng pin theo nhà sản xuất đưa ra lên đến 12 giờ 36 phút trong bài kiểm tra pin, cao hơn mức trung bình 9 giờ 23 phút của chiếc laptop khác. Nhiệt độ là yếu tố được người dùng quan tâm nhất. Vì đây không phải là laptop gaming nên nhiệt độ của chiếc laptop này khá dễ chịu. Khi xử lý những tác vụ lặn, thiết bị không gặp phải tình trạng quá nóng hay giảm hiệu năng đột ngột. Với cấu hình i5 RAM 8, ổ SSD 256, bạn có thể xử lý thoải mái các tác vụ như công việc văn phòng, lập trình. Tại sản phẩm laptop TEC với giá bán dao động từ 18 đến 20 triệu, bạn có thể tùy chọn cấu hình mình thích. Trọng lượng của máy cũng chỉ nặng đến 1,4 kg. Với trọng lượng như vậy, bạn hoàn toàn yên tâm với vấn đề di chuyển.